Rồi, chào cô chú và anh chị. Hôm nay Tâm lại giới thiệu cho gia đình mình một căn nhà rất rất là đẹp, rất là sang luôn, được xây biệt lập. Và căn nhà này nó cũng bảy sắc cầu vồng giống như là trường mẫu giáo mầm non nha cô chú anh chị nha. Nhưng mà rất là dễ thương. Đối với lại một cái gia đình mà trẻ trung năng động thì mình sẽ chọn một căn nhà rất là đẹp luôn, đủ màu, rất là dễ thương. Thì căn nhà này là nằm trên trục đường Trần Thị Non, mặt tiền đường, kinh doanh mua bán rất là thuận tiện luôn. Xung quanh thì có hàng quán đây chuẩn bị bán Tết hết rồi nha cô chú anh chị nha. Đó, hàng quán chuẩn bị bán Tết rất là đẹp luôn. Và về đây thì mình cũng có thể là bán vàng, tiệm cầm đồ hoặc sửa xe hoặc là bán tạp hóa. Ở đây thì có những đại lý gạo, đại lý ga, rồi đại lý nước ngọt. Nên cô chú anh chị mình yên tâm. Đường đây thì xe hơi, xe tải đi rất là thuận tiện và là đường thông nha cô chú anh chị. Đường Trần Thị Non cắt với lại đường Đoàn Nguyễn Tấn Hương lộ 11 từ chợ Hưng Long vào bên trong nhà chỉ có 700m thôi. Và xung quanh có đầy đủ tiện ích, chợ, trường học, bệnh viện, trạm y tế, thế động, điện máy xanh, bách hóa xanh. Và điều đặc biệt căn nhà này á cô chú anh chị với diện tích là ngang 4, dài tới 27, hơn 100m2 thì có được là một cái sân đậu ô tô rất là thoải mái luôn cho gia đình mình. Xung quanh thì nhà cửa san sát nhau. Và đây là mặt tiền đường nhựa. Đường nhựa đây là 6m, đã chảy nhựa hết rồi cô chú anh chị. Và là đường thông luôn. Và là trực diện. Kế bên thì có quầy thuốc đầy đủ hết cho gia đình mình. Nên rất rất là yên tâm, rất là thoải mái vì có căn nhà mặt tiền đường nha cô chú anh chị nha. Và căn nhà này gia đình mình đi từ các quận trung tâm như quận Nhất, quận 5, quận 3, Bình Tân, Tân Lửa lên trên nhà mất khoảng 25 phút theo tuyến đường chính là quốc lộ 1A hoặc là quận 7, quận 8, Nhà Bè. Cô chú anh chị mình lên trên nhà cũng theo tuyến đường chính là quốc lộ 50 đó, để vào bên trong nhà, vào đến đường Hương lộ 11 để vào bên trong nhà rất là tiện luôn. Và đối diện với lại ủy ban xã Hưng Long, sau lưng trường tiểu học cấp 1, cấp 2 Hưng Long, rất là tuyệt vời luôn cho gia đình mình. Và căn nhà này với diện tích là ngang 4, dài 27m, hướng nhà là hướng đông, thuộc về đông tứ mệnh. Với công năng sử dụng là đường trước nhà đây là đường nhựa 6m, xe hơi, xe tải đi rất là thông thương luôn. Và kế bên cũng có căn nhà rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị nha. Và ở đây thì có một cái sân trước là 6m, đậu ô tô, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, rất là thoáng, rất là thoải mái cho gia đình mình luôn. Với mức giá chỉ có 3 tỷ hơn xíu thôi cô chú anh chị. Và ngân hàng cho vay được là 1 tỷ rưỡi nha cô chú anh chị. Đó, nên là mình chỉ cần có 1 tỷ rưỡi thôi là mình đã sở hữu được căn nhà rất là tuyệt vời. Cô chú anh chị mình xem hết video Tâm sẽ báo giá. Đằng trước thì có đồng hồ điện, đồng hồ nước đầy đủ hết cho gia đình mình. Sổ hồng riêng, thổ cư 100%, vuông sổ luôn. Và ở đây thì không có bị cắt đầu cắt đuôi gì hết nên cô chú anh chị yên tâm. Ở đây thì có hai trụ cột bê tông cốt thép và có đèn trang trí ở trên và ốp đá hoa cương cực kỳ là sang luôn. Đằng trước thì có được là một cái lớp cổng 4 cánh được sơn tĩnh điện cao cấp với tông màu màu đen và màu vàng đồng cho gia đình mình một cái cảm giác rất là đẹp và sang trọng nha. Rồi, đây là không gian của sân trước. Sân trước đây là có được là một cái sân 6m để mình đậu ô tô 4 chỗ, 7 chỗ, thậm chí bán tải luôn nha cô chú chị, rất là thoải mái luôn. Và được ốp gạch lên tới là 1m7 luôn cho gia đình mình, vừa đẹp, vừa sang, vừa hợp lý. Và mặt dựng của căn nhà này thì với một tông màu màu trắng và màu cam rất là đẹp, pha lẫn màu cà phê sữa. Và ở đây cô chú anh chị cam kết với gia đình mình là ép cọc bê tông là 7m, tường đà móng cột riêng biệt. Đây mình xây sao nha cô chú anh chị, nên là riêng biệt hết cho gia đình mình, rất là yên tâm đó. Và ở đây thì có một chợp một lầu và xây dựng kiến trúc rất là đẹp luôn, và hệ thống đèn led ở bên trên để cho gia đình mình thấy được là một cái cảnh quan rất là hay, rất là đẹp cho gia đình mình. Và buổi tối thì mở đèn lên thì rất rất là sáng luôn nha. Ở khu vực đây thì có nơi để thổ địa, thổ thần, rất là tuyệt vời hai bên. Rồi, mặt dựng của căn nhà này thì bên Tâm là ốp đá loại này là loại nhất, 600 ngàn một viên. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Và ở đây thì có lớp cửa 4 cánh được. Lớp cửa này là nhôm sinh pha kiến cường lực, dày tới 12 ly, cực kỳ là dày, cực kỳ là sang luôn. Và ở trong không gian của phòng khách thì cô chú anh chị bên trên thì Tâm ốp là trần thạch cao và hệ thống đèn led, đèn lon và một cái bộ đèn Ả Rập Xê Út rất là đẹp luôn cho gia đình mình. Đó. Và ở bên dưới thì Tâm ốp là đá bóng kiến, phân đá hoa cương
80 nhân với 80, vừa đẹp, vừa sang, vừa hợp lý thì quá là tuyệt vời cho gia đình mình rồi. Rồi, ở bên tay phải Tâm đây thì có đầy đủ hết là bức tranh đó, và Tâm đã nạp chỉ hết cho gia đình mình, nhìn rất là sang luôn đó, chỉ viền. Và ở đây điện đài đều âm trong tường hết, nên cô chú anh chị mình yên tâm. Và tất cả khi mà Tâm xây dựng nhà cửa để cho đến cho cô chú anh chị thì lúc nào cũng để ý đến điện đài để gia đình mình yên tâm hơn. Rồi, ở khu vực đây bên tay trái Tâm đây thì có một bức tranh đó, hai lục bình rất là đẹp và rất là sang cho gia đình mình. Và giải lụa này mình lau chùi được nha cô chú anh chị nha, rất là tuyệt vời luôn. Rồi, mời cả gia đình mình vào bên trong. Thì vào bên trong đây thì có được là một bức tranh sơn thủy hữu tình, vừa đẹp vừa sang vừa hợp lý luôn cho gia đình mình nha. Có chim bồ câu, chim én à, xuân về Tết đến, rất là tuyệt vời, rất là dễ thương. Rồi, mà đây là một cái phòng ngủ rất ở bên dưới, rất là dài luôn, rất là thoải mái luôn. Và tông màu của căn nhà này thì rất là trẻ trung, năng động. Và tất cả gạch bên Tâm làm là gạch rất là sang trọng luôn nha. Đó, rồi, ở đây thì có đèn ngủ, dây chờ, máy lạnh đầy đủ hết, hệ thống đèn LED cho gia đình mình, vừa đẹp vừa sang với diện tích ngang 4 dài 27m thì là quá tuyệt vời rồi, 108m2 ha. Rất là đẹp luôn nha. Rồi, ở đây thì khu vực bếp thì cô chú anh chị thấy từ trong ra ngoài thì có được là những cái nẹp chỉ bên Tâm đã chuẩn bị hết cho gia đình mình, rất là đẹp luôn, để mình có thể về mình dán thêm hoặc là mình treo những bức tranh gia đình rất là đẹp. Rồi, bên trong đây không gian của bếp thì có trần đây đầy đủ hết, rất là cao, 3,5m nè. Rồi, có một cái bộ đèn chùm ba đèn rất là đẹp, và hệ thống đèn LED, đèn lon tiết kiệm điện. Và bên dưới đây thì có được là một cái tủ bếp trên và tủ bếp dưới cho gia đình mình. Đây có trợ lực, trợ năng hết đó, trợ lực hết luôn nha cô chú chị. Và ở đây là kệ inox để khi mà mình rửa bát rồi thì mình để lên đây, để nước hiểu vào rất là tốt luôn. Và ở đây thì cô chú anh chị mình có được một cái bồn inox 304 vuông rất là dày, rất là tuyệt vời luôn. Và khu vực đây thì Tâm cũng lại dán kiến cường lực. Kiến cường lực này là cách nhiệt và không bị dơ khi mà mình chiên xào nấu nước, dâng lên mở dầu. Và những chú cá trong đại dương rất là đẹp luôn cho gia đình mình đó, những chú cá rất là dễ thương, rất là nhã nhặn. Và ở đây thì khu vực đây thì có một cái phần sân sau, phần sân sau đây rất là rộng, rất là thoáng cho gia đình mình đó. Thì ở đây thì sân sau đây là 3m để cho gia đình mình thấy được là căn nhà này gió lùa vào rất là mát và có nơi để phơi đồ luôn cho gia đình mình. Khu vực đây là để máy giặt, ống nước vô, nước ra và ổ cắm. Khi mà giặt đồ xong thì mình phơi đồ ở đây rất là tiện luôn. Và ở đây thì được ốp gạch lên tới là 1,8 nha cô chú chị. Vừa đẹp vừa sang, vừa đẹp cực kỳ luôn. Và ở trong đây thì có một cái nhà vệ sinh tích hợp với phòng tắm luôn của gia đình mình. Có được bồn cầu liền khói, bồn lavabo, vòi sen. Đó, và được ốp gạch lên tới trần luôn, với những cái gạch men bên Tâm là sử dụng là gạch loại nhất cho gia đình mình, rất ư là tuyệt vời ha. Rồi thì ở đây thì gió lùa vào rất là thoáng cho gia đình mình, nên là cô chú anh chị mình thấy được là một căn nhà đằng trước là mặt tiền, tuy là mặt tiền đường lưu lượng xe rất là đông, nhưng do bên Tâm sử dụng và thiết kế là những cửa nhôm sinh pha kiến cường lực, giảm tiếng ồn, khói bụi, côn trùng, nên ha cô chú anh chị mình đóng cửa xét vào thì không nghe tiếng ồn nào hết cho gia đình mình, rất là ok, rất là tuyệt vời luôn. Rồi, mời cả gia đình mình cùng lên trên lầu 1 của căn nhà. Khi lên trên lầu 1 của căn nhà thì cô chú anh chị mình thấy được là có những cái bậc đá hoa cương với tông màu là màu trắng và màu đen rất là đẹp luôn. Tay vịn bằng gỗ cam xe, kính cường lực dày 8 ly cho gia đình mình, rất là dày, rất là sang đó. Và ở đây thì cô chú anh chị mình yên tâm là bên Tâm là ép cộng hết đó, cho gia đình mình có được một căn nhà ở ngoài mặt tiền nó kiên cố chắc chắn. Rồi thì hiện tại thì ở đây có được là một cái phòng ngủ. Đây, phòng ngủ này có nhà vệ sinh bên trong phòng ngủ luôn, rất là thoáng và rất là mát luôn nha cô chú anh chị nha. Đây, hệ thống đây là có cửa sổ này. Và đằng sau thì nhà cửa san sát nhau rất là nhiều, rất là đông luôn. Phòng này rộng 25m2 cô chú anh chị. Có nhà vệ sinh khép kín bên trong luôn cho gia đình mình. Có bồn cầu liền khói nha, vòi sen và tắm rửa ở đây thì rất là thoải mái. Có đèn chờ
rồi có đầy đủ là đèn ngủ luôn cho gia đình mình, rất là tuyệt vời và rất là sang trọng luôn. Rồi đây là phòng ngủ thứ 3 dành đến cho gia đình mình. Mỗi một phòng ngủ thì rất là to nha cô chú chị, do giá của mình là 3 tỷ hơn đó, giá của mình 3 tỷ hơn. Đối với một căn nhà mặt tiền đường và ở trong trung tâm thành phố thì cô chú anh chị kiếm đâu ra được một căn nhà ở mặt tiền đường với mức giá là 3 tỷ mốt thôi cô chú anh chị, rất là tuyệt vời luôn. Và ngân hàng cho vay 1 tỷ rưỡi cho đến 1 tỷ 7 thì cô chú anh chị mình chỉ cần bỏ ra chỉ có 1 tỷ tư thôi là quá là tuyệt vời rồi. Đó, hệ thống đèn ngủ nè, rồi đèn led đầy đủ hết cho gia đình mình luôn. Rồi, thì có đây là có cửa nhôm sinh pha kiến cường lực rất là đẹp luôn và kính mờ để cho gia đình mình có một cái không gian sinh hoạt riêng tư nên rất là ok luôn ha. Rồi đây là một nhà vệ sinh tiếp theo ở bên ngoài để mình phục vụ cho hai phòng ngủ thứ ba và thứ tư, nó rất là tiện luôn. Bồn cầu liền khói kiểu nằm rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương. Rồi bồn lavabo bên ngoài để khi mà nhà vệ sinh có kẹt cầu thì bên ngoài cũng có thể vệ sinh, đánh răng, súc miệng cũng rất là tiện luôn. Rồi đây là không gian của phòng ngủ cuối cùng. Phòng ngủ này rất là rộng mà một cái view rất là dễ thương dành đến cho những cặp đôi mới yêu nhau, rất là lãng mạn nha. Nhìn ra thì thấy xe chạy, nhìn ra thì thấy được là hoa cỏ rất là dễ thương. Ở đây cũng có đèn ngủ nè, rồi một cái cửa sổ đơn và một cái ban công bên ngoài. Đó, ban công bên này đây rất là thoáng và rất là mát nha cô chú anh chị. Và hiện tại nếu cô gia đình mình có một chiếc xe ô tô thì mình chạy vào bên trong nhà làm máy tôn lên thì rất là tuyệt vời, rất là thoáng luôn cho gia đình mình. Ở ngoài đây thì có hệ thống đèn, đó, đèn chiếu sáng cho gia đình mình. Và Tâm cũng đã chuẩn bị cho gia đình mình có được là cây dừa đầy đủ hết, hệ thống cây bông giấy rất là dễ thương. Thì Tâm xin nhắc lại thông tin của căn nhà này. Căn nhà này nằm trên trục đường Trần Thị Non cắt với lại đường Đinh Đức Thiện, cắt với lại đường Đinh Đức Thiện và đường Đoàn Nguyễn Tuấn. Từ chợ Hưng Long vào bên trong nhà chỉ có 700m thôi. Và điều đặc biệt nữa là sau lưng trường cấp 1, cấp 2 Hưng Long và đối diện với lại trường, đối diện với lại ủy ban xã Hưng Long, vào bên trong nhà rất là thuận tiện luôn. Và căn nhà này là mặt tiền đường kinh doanh cô chú anh chị nha, mặt tiền đường kinh doanh nên rất là tuyệt vời luôn, có sân đậu ô tô luôn và cách các quận trung tâm chỉ có là 25 phút thôi, tầm khoảng 17 cây số và cách với lại Nguyễn Văn Linh 15 cây số, cách trường đại học Văn Hiến, trường đại học Public, trường đại học Kinh tế chỉ có 15 phút thôi, rất là tuyệt vời cho gia đình mình. Thì căn nhà này với diện tích là ngang 4, dài 27m, 108m2 và căn nhà với công năng sử dụng là đường trước nhà là đường nhựa 6m, đường thông luôn nha cô chú chị, thông thương một dải luôn nên rất là tuyệt vời. Và ở đây thì có sân trước là 6m, mình đậu ô tô, xe tải con rất là tiện luôn. Sân sau 3m, giếng trời, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh, rất là tuyệt vời cho gia đình mình luôn. Hướng nhà là hướng đông, thuộc về đông tứ mệnh, dành đến cho gia đình mình, hướng tài lộc rất là tuyệt vời luôn. Và ở đây thì ép cọc bê tông, rồi xây dựng tường đà riêng, cột riêng, móng riêng cho gia đình mình. Nên là cô chú anh chị mình yên tâm có được một căn nhà với mức giá chỉ có 3 tỷ mốt, còn thương lượng mạnh cho gia đình mình luôn. Và ngân hàng cho vay là 50-70% giá trị nhà, cô chú anh chị mình yên tâm có được một căn nhà vừa đẹp vừa sang vừa đón Tết. Và chỉ trong giai đoạn cận Tết này thì cô chú anh chị mình chỉ cần đặt cọc sang năm mới, mình có thể là công chứng cô chú anh chị nha, có được căn nhà trước Tết là rất là may mắn nha cô chú anh chị. Cảm ơn rất là nhiều, chúc gia đình mình năm mới thật dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, làm đâu thắng đó và thuận lợi trong công việc làm ăn. Và điều đặc biệt những ai đang kiếm nhà, tìm nhà thì sẽ được căn nhà ưng ý nhất, phù hợp nhất cho gia đình mình. Và hãy nhớ like, share, comment kênh của Tâm để Tâm có thật nhiều video, thật nhiều thông tin đưa đến cho cô chú anh chị mỗi ngày. Và điều đặc biệt nữa là hãy giới thiệu bạn bè, người thân, đồng nghiệp, những ai có nhu cầu mua nhà, đổi nhà, đầu tư, hãy giới thiệu cho Tâm để Tâm có được những cái niềm vui và những cái thông tin đưa đến cho gia đình mình uy tín nhất, chuẩn xác nhất và giá cả là rẻ nhất trên thị trường. Cảm ơn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.